Tại vì em giận mắng người ta Đúng rồi. rồi, vấn đề nằm ở chỗ đó là một cái bẫy. Em đến giờ em vẫn công nhận trước công chúng luôn, đó là một cái bẫy, đó là một cái bẫy chuột. Bẫy chuột là một trong số những loại bẫy đơn giản nhất trong tất cả các loại bẫy, nhưng mà trong đó có đồ ăn ngon thì con chuột thực ra đâu chết vì cái bẫy, nó chết vì cái tham. Nếu như người đó là một người đệ tử đi, em tạm gọi đệ tử đi chứ gọi em thì nó cũng cứng quá. Một người đệ tử có lương tâm, biết rằng đây là người yêu của sư phụ mình, thì có nhảy vô hay không? Tất cả những gì em nhận, người kia những cái, tạo ra một cái thế này em công nhận luôn. Đến Vậy đứa bây giờ ăn hương trên đứa mạng, ăn hoa đó. đúng rồi, trên mạng em vẫn gọi luôn là cái món hải ba trà tư nhị, là em là ba trà còn người kia tư nhị đấy. Thì sau đó bắt đầu là em biết rồi, em điều tra thử coi nó như thế nào. Thì thật ra là mục đích của người em đó, người đệ tử đó là gì, là muốn có tất cả mọi thứ mà em đang có. Và khi mà bắt đầu hai người đó bắt đầu tới với nhau rồi, thì thật ra em cũng là người được cân nhất. Em hạ này, đây mới là thời điểm thích hợp để chia tay. Em cần một lý do, em cần một cái cớ để người ta không thể quay lại và làm gì được em và Gen. Thì người đó ban đầu cũng sốc, cũng níu kéo bằng mọi giá, đến tận bây giờ vẫn còn. Em cứ tưởng đâu là nếu như đã có một cái người thay thế em rồi thì sẽ chọn người đó, nhưng không. Người đó bị out ra khỏi cái tầm nhìn của người đó luôn, coi như là dùng xong chán chê rồi, vứt qua một bên. Nhất định là không chịu cái cô tư nhị này, không chịu cái người em đệ tử của em, và một mực giành lại. Thì bắt đầu cái sự đố kỵ nó bắt đầu ra từ đây. Người đệ tử của em, người mà em gọi là em, bắt đầu không thích người. Kiểu vậy người ta tức á, là ủa tại sao bây giờ nó lại bỏ luôn rồi, là em á, em bỏ luôn rồi tại sao vẫn không chọn nó. Cứ vừa thêm khoảng chừng 4 5 tháng thì em dứt hẳn để em chạy về phía Zen luôn. Em dứt hẳn để em chạy về phía của anh Zen luôn. Thì sao, thì tất cả những cái nguồn đầu tư mất chứ sao, đó là cái giá em phải trả Thế thì gánh nhỏ được kia trì như thế nào? bằng chính sức của em. Sau đó tụi em thuê một căn nhà khác, tụi em ở trong cái nhà đó, vừa làm sân khấu mà vừa làm nhà ở luôn. Khi mà biết em bỏ tất cả mọi thứ về người đại gia đó để mà chạy theo anh Gen, thì mẹ em cũng từ em luôn. Tại vì em từ nhỏ đến lớn được đào tạo để trở thành một người ghê Biết gớm, thu hút nguồn lợi. chính xác, một người thu hút nguồn lợi. Thì cô em đó, người đệ tử đó vẫn đi theo, vẫn đi theo và vẫn ở trong đó. Vì sao em vẫn chấp nhận, vẫn còn cưu mang các bạn ấy, Bởi dính vì líu em bạn ấy? nhớ tới cái ngày đầu tiên mà nó lên sân khấu em là bạn casting, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, nó đã bị đồng tiền của cái người này tha hóa. Còn em thì không, trước sau như một. Thì cái em đang muốn cho bạn nó thấy là gì, đừng đừng cố gắng lấy người ta nữa, của thiên trả địa, em đã bị rồi. Và đó cũng là đệ tử của em, đó cũng là người em, mà em phải nói thật là hợp nhất với em, mọi thứ đều rất là đồng điệu. Thì người đó hoạt động cho có, giống như là một cái điệp viên được cài cắm ở trong đó và quan sát cuộc sống của em với em, cho đến cái ngày mà gần như là tất cả mọi sự chịu đựng của đôi bên nó đã tới cực cực đại. Người đó mở ra một cái sân khấu khác, thu hút tất cả những người lực bên em về. Thì em có cảm giác như là mình đã dạy ra một người khá hay nha. Y chang mình cũng có cái sự bất chấp, cũng có cái sự đấu tranh, cũng có Danh sự dự xuất cao đồ hả? thì cũng mở một cái sân khấu khác, xong rồi kêu tất cả người lực về, mà kêu rất hay, kêu người chủ chốt về không, Nhưng vấn đề là vì sao người ta chịu về nữa? vì một cái diện tích lớn hơn, sự thiên nga trắng của người đó. Chỉ có em là nhận ra được cái thiên nga đen của nó thôi, tại vì câu chuyện giữa nó với là cái người đàn ông của em là chỉ có em biết à, em cũng không có kể nhiều, chỉ có em với Gen biết thôi. Thì em nói thì bị em sốc kinh hoàng, chịu một cái cú đấm. Em sốc vì cái người đệ tử, tạm gọi cái người đệ tử đó, vì đệ tử của mình đã có một cái cơ đồ song song, hay em sốc vì những cái người thân thân cận của mình rời bỏ mình? Cái việc mà bạn nó mở sân khấu đi, em chính là cái người nhờ một người khác nhắn lại, muốn không qua lấy kịch bản luôn cũng được. Bởi vì em không tiếc gì với những bạn ở sân khấu kịch cả. Thì em cũng hiểu rằng là mình quá non trẻ trong việc gọi là mình là bồng. Và em cũng nhận ra được rằng là gì, mình đã sai trong việc đưa hết tất cả những cái hay nhất cho một người giống mình. Xong rồi bây giờ người ta thành, dĩ nhiên người ta phải gom hết tất cả những tinh túy của mình đi chứ, tại vì mình cho mà. Thì đó là cái em nhận ra cái thứ hai. Thôi ngưng ở đây nhé, tại vì mình đã nhận ra những cái mình còn thiếu rồi, thì mình sẽ đi tìm những cái còn thiếu đó để mà khi trở lại nó sẽ rực rỡ và nó sẽ vững mạnh. Thì đó là cái điều mà em đã cam kết với lòng mình. Lúc đó em đã là vành mô rồi, và trong lương tâm em luôn nói một điều rằng là em sẽ không đụng tới những người đã từng hợp tác trên sân khấu của em, và ngược lại em còn giúp đỡ họ nữa. Thì em mới cho 4 suất cuối cùng của nhóm kịch cánh nhỏ để coi như là tạm biệt khán giả, và cũng là để mà cho các thành viên ai chưa có vai thì cứ lên đi,
Để đẻ vai ra bất chấp luôn để mà cho mọi người lên hết đi, vui vẻ với nhau đi. Và khán giả họ cũng biết rồi, họ cũng tới họ ủng hộ nhóm rất nhiều. Mà chỉ có tin một điều là cứ tới trước ngày diễn là có một người rút vai. Và người đó rút vai không phải là đi trong hòa bình nữa, mà đi trong cái sự cự cãi, những chuyện rất là linh tinh vặt vặt. Ban đầu em cũng không nghĩ gì, em cũng nghĩ rằng là chắc tại họ biết là còn 4 ngày cuối thì họ có những cái định hướng mới, họ có một cái môi trường mới, thì việc họ đi là cái chuyện bình thường. Em cũng không quan tâm việc là họ có qua bên đó hay không. Đùng một cái, tới ngày thứ hai là thấy không còn trùng hợp rồi. Tới ngày thứ ba bị y chang vậy luôn. Không thể nào mà mình sâu chuỗi là mình thấy vấn đề đó rõ ràng quá hả? Rút vai trước ngày diễn và khiến cho em phải tất cả kiếm người thay vào và tập lại cái vai đó trước phút 90 lên thềm luôn, thì nó quá là ác độc với lại cả em và cả khán giả và cả tập thể cánh nhỏ rồi. Úi dồi ôi, có một người trung thành với em được mời sang bên đó, và với một cái lời mời gọi như thế này là làm một phiên bản khác của cánh nhỏ, và con ông chúa của cái tổ ong đó là một người thay thế được Quang Bon, và đó chính là người đó, người em của em. Qua bên đây đi, có những gương mặt này, gương mặt này, gương mặt này, gương mặt này. Trong cái group đó có tất cả những người đã bỏ gánh nhỏ và có cả những người đã rút gánh vào những ngày cuối cùng. Thì mình nghe mà biết kế hoạch của ai chứ. Em có kiểu tình cảm đâu, tình đồng nghiệp đâu. Từ zero đến hiện tại, phiên bản đó đâu. Và thế là em đã tạo một cái group và em nói nhỏ nhẹ với cái người em của em. Khi gánh nhỏ xuống đèn, không còn là người nhà nha, mà là xã hội, là showbiz, thì tao sẽ tính mày theo cách của những người trong showbiz thật sự. Trong vòng một ngày thôi, em phải set up gáp cái suất cuối cùng trở thành buổi họp báo. Em nghĩ là cái suất cuối cùng của đêm cuối cùng nó sẽ là một cái đêm đầy nước mắt, cái sự chia ly, cái sự tiếc nuối, nhưng mà mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng bởi vì đã kết thúc một hành trình rực rỡ. Không, nó thành một buổi họp báo đầy drama, đầy tai tiếng và đầy thị phi. Em biến một nửa số khán giả ngồi dưới là những nhà báo, những phóng viên, những người của các kênh truyền thông. Chào mừng Quang Bao Vành Môi lần đầu tiên bước lên sân khấu kịch nhỏ. Anh Gen là người đứng kế em và anh Gen đã biết rằng là gì, không cản được nữa. Không thể cản được nữa. Con thiên nga trắng nó mọc cánh đen rồi. Em đưa hết tất cả mọi thứ ra ánh sáng. Ban đầu khởi đầu là nó phát biểu ở trên sân khấu, sau đó em lập cả một lộ trình để lật hết tất cả các ván cờ. Đó chính là lý do tại sao mà ngay từ đầu chương trình đến giờ em kể từ câu chuyện bắt nguồn từ vị đại gia đó, nó kéo xuống nó là nguyên nhân động cơ, thì tất cả mọi thứ được em show ra bài bản, chỉnh tề, đầy đủ tin nhắn, nhân chứng, vật chứng. Và kể cả là những cái quá khứ của bạn đó cũng được tìm đến em để mà đưa ra ánh sáng, để cho khán giả biết rằng đằng sau cái gương mặt của một idol, của một KOL mang năng lượng là commercial, mang năng lượng là hoa hậu, mang năng lượng để quảng cáo, thì thật ra đó là một cái người quá nhiều vấn đề. Tao sẽ dạy cho mày. Thì bạn đó bắt đầu không biết phải kháng cự như thế nào, bởi vì bạn đã không tưởng tượng được tất cả những gì em có thể làm. Và đến tận thời điểm hiện tại này, cái thông tin em nghe được đó chính là mọi người quá sợ hãi về cái cơn bão tố của Quang Bao Vành Môi. Thế thì sau đó cái gánh bên kia thế nào? Cái gánh bên kia có hoạt động được không? Cái gánh bên kia thì cái chuyện mà hoạt động được hay không ở thì tương lai thì em cũng không rành. Chỉ biết là hiện tại mọi thứ đang delay, ban lại, chậm lại. Chị chỉ muốn hỏi là nếu như cần phải đánh giá thì em đánh giá thử xem là cái sự phản trắc nó đến sớm hay muộn thôi, hay bởi vì sự quay trở lại của Gen nó mới làm người ta sinh lòng phản trắc. Một đứa trẻ mà chị cho nó kẹo mỗi ngày thì nó sẽ coi đó là nhiệm vụ của mình, chứ nó không coi đó là lòng tốt của mình. Em cho mỗi ngày như vậy, chứ đến một ngày em không còn tiền mua kẹo nữa, thì đứa trẻ đó sẽ sinh ra cái sự phản trắc, sẽ nghĩ rằng là mình đang không làm tốt nhiệm vụ và nó phải làm gì đó để mà nó được tiếp tục nhận kẹo. Em không nghĩ rằng là vẫn có những cái đứa trẻ mà một mặt vẫn nhận kẹo nhưng mặt khác vẫn muốn trở thành nhà sản xuất kẹo ạ? Đó là chắc là cái em chưa học được. Ở đây chị không bàn chuyện đúng sai, nhưng đôi khi cái việc mà mình để cho những cái chuyện đó nó dính mắc với nhau, nó cũng là một cái điều có thể làm tổn hại đến tình cảm của mình. Bởi vì người ta cũng có thể bị sống trong mặc cảm là vì người ta, vì sự quay trở lại của một cuộc tình mà khiến em gặp quá nhiều rắc rối. Nhưng đôi khi mình tách bạch mọi chuyện ra, mình sẽ nhận ra là thực ra cuộc tình đó nó có quay trở lại hay không, nó cũng chỉ trở thành một cái cớ thôi. Còn việc người ta vốn là một cái người muốn có một cái lãnh địa riêng, người ta muốn lập một cơ đồ riêng, là cái câu chuyện người ta vẫn đang nuôi nó mỗi ngày. Dĩ nhiên mình thì cũng không hiện từ gì, cái chuyện đó là rõ ràng rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn đang kỳ vọng những cái điều nó đẹp đẽ hơn. Mình không có mong muốn là xây dựng cái sự dữ dội đó để sử dụng vào những cái chuyện như thế này, đúng không? Có một cái câu mà em luôn nói là những người thành viên trong cánh nhỏ, các bạn có thể thấy là hình ảnh của Quang Bo rất là cá tính, rất là ngông, rất là mạnh mẽ, nhưng đó là cho khán giả coi. Còn đối với đồng nghiệp, đối với lại thầy cô, đối với lại bạn bè, là cái thứ trong nghề thì
không nên thể hiện cái năng lượng đó ra với người ta. Cho nên là hai cái phiên bản quay mô, vành mô và quay mô đạo diễn nó phải tách bạch ra hoàn toàn. Nhưng khi nó chạm lại nhau thì nó sẽ tạo ra một cái cú nổ như hiện đó. Là mình sẽ không cần biết mình với người ta đã từng nghĩ ra làm sao, mình cứ phán xét em cũng giống Tư Nhị, chỉ là ở một cái hệ khác thôi. Tư Nhị cũng từ là một cái người mà đứng trên sân khấu mới lên, chưa biết gì, non nớt, ánh mắt ngây thơ các thứ. Và sau đó quá trình phát triển lên thì bắt đầu trở thành là một cái người sẵn sàng lật đổ cả người thầy của mình để lập một cơ đồ riêng. Thì ngay cả em cũng vậy. Chị thích sự công bằng này của em. Ai cũng là nhân vật bị hại trong câu chuyện của mình hết. Nhưng mà nhìn một cách rất là công bằng thì chúng ta thấy rằng là chính chúng ta cũng là một nhân vật tham chiến, chứ mình đâu có vừa gì, đúng không? Nhưng mà dù cho mạnh mẽ cách mấy, khi mà chúng ta bị sụp hố thì chúng ta vẫn có đau khổ chứ. Thế thì tại thời điểm em nhận ra là con người ta đã xin lòng phản trắc, mình nhận ra được những cái gọi là những cái vị quá đắng trong mối quan hệ tình cảm mà mình nghĩ là mình vung bồi được và mình thay đổi được nhưng mà cuối cùng không được, em bình tĩnh lại bằng cách nào? Thì cuộc chiến nó cứ kéo như thế, mỗi ngày cứ ra một tập để em post, để em bóc, để em đưa hết tất cả mọi thứ cho mọi người xem. Tự nhiên vô tình có một cái sự kiện âm nhạc và nó ở Cần Giờ, và em cũng chuẩn bị tinh thần là cái ngày đó chắc chắn là em sẽ phải ngưng một tập. Sự kiện đó nó quy tụ hết tất cả các hot tiktoker, em được vào trong đó rồi bắt đầu là đó là cái khu trại nghỉ dưỡng, thì em cũng được xả stress, em cũng được thư giãn, rồi em cũng được giao lưu với lại những bạn hot tiktoker khác. Cái sự giao thoa cân bằng đúng lúc, cảm xúc nó cân bằng lại, mình được khai sáng. Trước khi mà em tới cái sự kiện đó em nghĩ trong đầu chắc người ta tới, người ta cũng nói này nói kia, người ta cũng bàn tán phán xét cả. Không, mọi người gặp em và nói rằng là sân khấu rã rồi đúng không, làm gì bà cũng tổn thương đúng không? Một cái chạm nhẹ vào cái lòng của mình á, tự nhiên lúc đó mình thở được. Cảm giác của em lúc đó là cảm giác thở được. Tại vì suốt 3-4 ngày để mà chinh chiến trong cái drama đó, Em có cảm giác là mình không được, mình không thở. Đời mình cần bình yên. Thì đứa trẻ trong mình nó đang bị tổn thương, nó đang bị sốc với những cái mà nó được nhận từng cái người mà nó đã từng tin tưởng. Thì bắt đầu là em cũng nhìn nhận lại, và đó cũng chính là cái giúp em thở được. Thì việc còn lại, nếu như mà bạn đã cố chấp vào cái drama này, nhưng mà thật ra bạn đó không phải là người cố chấp vào drama này ngay từ đầu. Bởi vì bạn đó biết, thật ra một vài người cũng biết, đã đụng tới nhân cách bong bong vành môi rồi thì không còn được. Thực ra vấn đề ở chỗ không phải là người ta có biết thôi xong rồi hay không. Thì cái điều cuối cùng chúng ta cần vẫn là gì? Thứ nhất, cảm giác bình an. Người ta chỉ sống chất lượng khi người ta có được cảm giác bình an thôi. Em bước vào một cuộc chiến, em đẩy từng trận sóng vô trong người khác thì thực ra em cũng mệt chứ. Là chúng ta sẽ không thể sống chất lượng nếu như chúng ta không biết điểm dừng. Đó là tập cuối thì đó là tập cuối. Chứ nếu như đó là tập cuối, nhưng nếu như mày còn lên tiếng thì sẽ có thêm một cái tập nữa. Ngoài chuyện thì thật ra về bản chất chúng ta đang bị thao túng. Thì cuối cùng dù là một ra mà win đi chăng nữa thì mọi người nghĩ rất máu chiến đúng không? Nhưng mà vẫn phải có những cái tiêu chuẩn như thế thì chúng ta mới có thể sống một cách chất lượng được. Để nói một cách rất là ngắn gọn về cái trải nghiệm này, em sẽ nói cái gì với khán giả của em? Sắp tới sẽ là một combo rất mới. Bởi vì Wombo này đã nhận ra được là vành môi quá cũng không tốt, mà nghệ thuật quá thì cũng không tốt. Cho nên là Wombo sắp tới sẽ là Wombo cân bằng, nhẹ nhàng hơn một chút. Có tiêu chuẩn hơn. Có tiêu chuẩn hơn. Wombo này đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện và không biết bao nhiêu lòng người và mặt người, cho nên là mới tạo ra Wombo vành môi hiện tại. Là đối với tất cả các kẻ thù đều như vậy. Và cứ thế là cái chuỗi ra mặt khuyên nó cứ thế mà nó mọc ra. Thì mục đích cũng chỉ là gì? Bảo vệ bản thân, bảo vệ tình yêu, bảo vệ những cái điều ngọt ngào ít ỏi trong nghề này mà em còn đang giữ, ráng bảo vệ nó. Cảm ơn Quang Bo. Chị cũng muốn nói với em và với quý vị khán giả, thực ra muốn bảo vệ chúng ta phải có ranh giới. Giống như em xây nhà phải có hàng rào. Hàng xóm họ ồn ào thế nào đó là quyền của họ, họ khiêu chiến như thế nào là quyền của họ, nhưng bước vào cuộc chiến hay không phải là quyền của em chứ. Vậy thì thực ra cái cách để chúng ta có thể bình an, tập trung vào làm những điều thực sự chúng ta tin là nó tốt đẹp và nó có lợi cho nội lực của mình cũng như đẹp cho cuộc đời, nó phải liên quan đến việc là bạn có biết ranh giới của mọi chuyện nó ở đâu hay không. Em không thể bắt thiên hạ bớt ồn ào được, chúng ta không thể bắt dư luận trở nên dễ thương được. Chúng ta chỉ có thể có quyền biết được rằng là mình nên ở đâu và mình đón nhận cái gì thôi. Mặc dù đã kết thúc nhưng cũng chưa dừng lại. Rồi, cảm ơn em và cũng hy vọng rằng đây là một cái câu chuyện mà quý vị khán giả có thể nhìn thấy một Wombo khác, một chất liệu khác. Cuối cùng dù bạn là ai thì cái trải nghiệm về một cái cuộc sống bình an nó vẫn là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà chúng ta có quyền theo đuổi. Còn bây giờ thì chúng ta cần phải bình an để đi ngủ thôi, lấy năng lượng cho ngày mai làm việc nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Cái nghề nghiệp của mình nè chị. Rồi, em mời chị. Dạ, em là Phạm Thị Bích Liễu, em ở Đắk Lắk, quê quán của em thì ở ngoài Nam Định ạ. Em sinh năm 1993, năm nay 31 tuổi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Liễu? Điểm mạnh của em thì nó là hoạt ngôn vậy ạ.
tại vì công việc của em nó liên quan tới tư vấn cho nên em hoạt ngôn ok. Còn điểm yếu của em thì em hay thẳng tính và nóng tính. Hiện tại là Liễu làm việc ở đâu? Em làm việc ở Đắk Lắk ạ. Làm việc ở Đắk Lắk. Nhưng mà quê của mình thì ở ngoài Nam Định. Nam Định. Rồi. Là mình sống ở Đắk Lắk với ai Liễu? Em sống cho gia đình em ở trong này chị ạ. Là gia đình về ở Đắk Lắk hết rồi, còn ở ngoài Nam Định chỉ là quê của mình thôi đúng không? Rồi, về tình trường của mình thì như thế nào? Em thấy là bản thân em hơi khó tính một xíu, cho nên là em ít khi nói không quen ai, mà cho dù có quen đến được thời gian quen rất ngắn, trong vòng từ 3 tháng là đấy. Có mối tình nào sâu sắc không? Cũng không có. Rồi mối tình nào mà gần đây nhất? Gần đây là năm ngoái ạ. Cuối năm. Thì sao mình quen được bao lâu, rồi lý do vì sao mình dừng lại cái cuộc tình này? Quen được tầm 2 tháng. Em dừng lại thì đó là do em thấy không thích nữa, mà thấy không phù hợp. Quen thời gian một thời gian tìm hiểu thì là từ lúc mà 18 tuổi tới bây giờ thì là mình đã quen bao nhiêu anh như vậy rồi? Không, em là có chồng rồi, em ly chồng. Vâng, chồng em mất cách đây 8 năm rồi ạ. Chồng mất thì mình có con gì không Liễu? Có, em có một đứa con gái năm nay là 9 tuổi. Rồi con gái 9 tuổi. Rồi hiện tại thì là sau khi chồng mất thì mình đã tìm hiểu thêm nhiều người không, hay là tại vì cái suy nghĩ của mình là mình cứ tìm hiểu vài ba tháng rồi ngưng lại? Không phải là suy nghĩ tìm vài ba tháng, nhưng chắc là do cái tính em nó hơi khó tính một xíu, cho nên là quen ai thì tầm trong thời gian tìm hiểu tầm 1 đến 2 tháng tới 3 tháng là em cảm thấy em không hợp, hoặc là em cảm thấy em không đồng ý với cái tính cách đấy, cho nên là em sẽ tự động bỏ hoặc là tự động chia tay. Rồi thì nhưng mà mình khó tính, mà mình khó tính ở điểm nào, mà ví dụ cụ thể đi, mình không hợp với ta ở điểm nào mà tự nhiên cái mình chia tay người ta, rồi sao mình không cho người ta cơ hội? Có cho cơ hội chị, nhưng mà cũng muốn, bản thân mình cũng muốn tìm được cái nhưng mà anh đó anh làm gì mà mình thấy mình không ổn rồi mình cho dừng lại vậy? Nhiều lắm, không phải là nhiều, những cái chuyện nhỏ nhặt từng tí một đâu thì... Ví dụ mình liệt kê một số đi, để mình ở đây tụi này cũng biết được là bạn khó tính ở điểm đó, bạn không thích ở điểm đó, nên tụi này cũng tránh trường hợp là chương trình cũng không có ghép cho mình những cái anh như vậy, chứ không thì tụi này cũng đâu, vậy như chương trình cũng đâu có biết là cái những cái điểm nào mà bạn khó tính mà chương trình ghép, lỡ ghép và bạn cũng không bấm nút người ta thì tội người ta trên chương trình lắm ha. Cụ thể giúp luôn là em không thích cái đối tượng đó hay. Cái thứ hai là em cũng không biết ví dụ cái gì, ví dụ gì, tại vì mạng của bạn nó bị ngắt ngắt á, mình không có nghe rõ. Em không thích cái đối tượng người ta là nói dối, nếu như mà em phát hiện ra người ta có nói dối thì em cũng không có vạch trần sự thật ra ngay, nhưng mà em để xem được cái cách người ta như thế nào, người ta sống làm sao thôi, chứ em cũng không... Rồi không thích nói dối. Em không thích tính gia trưởng, cái nghĩa quyết đoán rồi tự mặc định suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của em. Rồi người hay chọc ghẹo gái ra đường lặng lơ này kia biết như thế. Nói chung là không thích mấy cái người vậy đúng không? Rồi còn gì nữa, đỉnh điểm sao mà mình chia tay cái anh đó, ảnh làm gì mà mình thấy là đỉnh điểm rồi đó, dừng lại thôi. Cái đợt gần hả, em nhận thấy là người ta không thật với em. Rồi ok, rồi thì đến năm ngoái tới bây giờ chắc cũng một năm rồi, chưa quen ai đúng không, chưa tìm hiểu ai đúng không? Đúng rồi chị, hơn nửa năm rồi ạ. Hơn nửa năm rồi. Rồi ok, vậy thì bây giờ mẫu người của mình thì là mình thích những cái mẫu người như thế nào nè, về ngoại hình, tuổi tác, quê quán, vùng miền, tính cách gì đó? Về ngoại hình thì em thích người ta có nhìn về ngoại hình. Hả? Có ngoại hình một xíu hả, là có như thế nào? Chững chạc một xíu chị, trong phần
Chững chạc rồi gì nữa nè? Ngoại hình thì nhìn chững chạc một xíu, đứng đắn thôi. Rồi độ tuổi thì rơi tầm 33 cho đến 43 tuổi. 43, 45 gì đó cũng được. Quê quán thì em không quan trọng về điều này. Vậy là mình yêu xa vẫn được đúng không? Đúng rồi chị. Còn tình Rồi. cảm vui vẻ, hòa đồng, thoải mái là ok. Rồi, có yêu cầu công việc hay gì nữa không nè? Công việc thì em thích đối tượng làm ăn buôn bán gì đó, kinh doanh gì đó. Còn ngoài ra thì em cũng không có yêu cầu nhiều cả. Rồi mình có tài lẻ như hát hò gì không Liễu? Mỗi thứ một tí nhưng em cảm thấy là không chuyên môn và không đi Mình sâu. ở đây thì không có chuyên môn gì hết. Ví dụ như mình lên thì mình cũng ví dụ như là bạn nam hát hát vài câu tặng mình thì mình hát đáp lại vài câu để tặng người ta Vâng. ha. Rồi ở đây cũng là buổi casting luôn thì thử là hát một hai câu đi. Rồi là mình kết thúc cái buổi casting ngày hôm nay ở đây luôn ha Liễu ha. Vâng. Rồi mời bạn hát ha. Bài gì cũng được, miễn sao là bài tủ của mình là được. Một hai câu là được. Vâng. Em cũng chưa có sự chuẩn bị hay lắm. Không cần chuẩn bị đâu, mình hát mấy cái câu tủ của mình thôi kìa là được, một hai câu thôi, có giọng mình như thế nào thôi, mình có tự tin hay không thôi. Thôi có thể bỏ qua được không chị? Rồi ok thôi thì nếu như mà có được lọt vào vòng 2 hoặc là nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ báo lại cho bạn thì bạn chuẩn bị ha. Tại vì cũng sẽ có biên tập ngồi lại nói chuyện với bạn nếu bạn được lọt vào vòng trong ha. Rồi. Cho nên là mình chia sẻ giùm em to rõ nha. Bên em cũng có quay lại một cái clip, một cái đoạn clip ngắn để mà xem cái cách chị chia sẻ đó. Nên chị vui vui lên xíu, sao nhìn mặt buồn quá vậy? Dạ rồi ok, dường như là mình video call nói chuyện với bạn bè thôi chị, không có gì ha. Rồi chị nói một chút, đầu tiên chị giới thiệu lại giùm em nha, họ tên nè, công việc nè, tuổi, quê quán của mình ở đâu ạ? À, chị tên Phạm Thị Út Nhì, sinh năm 1982, chị ở Vĩnh Long, chị hiện tại làm việc ở Hồ Chí Minh, Chị làm công việc gì ạ? chị làm bếp, chị biết Là chị làm, nấu ăn. đúng rồi, đầu bếp hải sản. Bếp là chị làm ở trong quán nào chị? Quán nhà hàng hay là quán ăn hay quán nhậu hay như thế nào? Quán gia đình thôi, Dạ. Chị làm ở quận mấy? chị ở Gò Vấp. Còn quán chị quán gì đâu, nói cho em tới đó em coi, em gặp chị coi luôn nè. Ốc lắc cô Mai đó, em lên Facebook em gõ không biết gì. Rồi chị làm lâu chưa? Năm thứ tư rồi. Dạ. Chị nói một chút giùm em đi, là điểm mạnh điểm yếu của chị nè. Điểm mạnh là thấy nấu ăn được rồi đó, còn cái gì nữa không ạ? Mạnh thì kiểu như tự lập được, nói chung là tự tự chủ được trong mọi vấn đề á, kiểu như chịu thương chịu khó được, bỏ đâu sống cũng được hết vậy Dạ. đó. Nói Còn chung là điểm chị yếu. lúc đó chị làm bếp thì chị đã làm bán online, nói chung là chị kinh doanh bán mỹ phẩm, bán shop, nói chung là chị thích buôn bán kinh doanh. Sau bắt đầu dịch đó, cái xong rồi cảm thấy nó mình buôn bán nó không lợi nhuận nhiều nữa như trước, cái xong rồi chị mới làm bếp. Tại trước đây chị đã mở quán 7 năm rồi, xong rồi chị bản thân chị học được từ bếp của chị. Ồ, chị từng mở quán hả? Rồi, chị ơi, chị chia sẻ về đường tình duyên đi. Chị Chị có đã từng kết hôn chưa ạ? chị kết hôn rồi, chị có ba bé, một hiện tại một bé 20, một bé 19, một bé 16. Bé 19 với 20 thì học cao đẳng xong, giờ bé hai bé ra riêng đi làm rồi, tự lập rồi. Bây giờ chị ở với em nhỏ là 16, em đang đi học. Rồi, ok, mà chị nói thêm một cái chút về cái cuộc hôn nhân đó, tại sao chia tay đi chị? Chung chị chia tay lúc cậu nhỏ vừa đầy năm, thì anh chị chia tay rất là nhân văn, cảm thấy nó có nhiều điều không hợp, nhất nó thì chia tay thôi chứ cũng không bạo hành ngôn từ thể xác gì hết, nói chung là rất là nhẹ nhàng.
vậy thôi, chứ còn nó nhiều cái vấn đề mà tâm lý nó không hợp nhau, cái cách hiểu chưa hiểu nhau Nhưng mấy. tại vì mình có tới ba đứa con á, thì cái quá trình đó là cái gì mà cuối cùng là làm cho chị ly hôn? Nói chung thì anh nó thì làm bên xây dựng nó đi nhiều và kiểu như có tính lăng nhăng kiểu vậy, nên là chị không thích cái kiểu như làm chị không thích chia sẻ người đàn ông của chị cho người khác, chị không thích. Chị có thể chấp nhận người đàn ông mà nhậu nhẹt chứ còn mà gái gú với cờ bạc là chị không chấp nhận được. Dạ. Mình ly hôn được lâu chưa ha chị? Thì lúc nhóc nó 1 tuổi tới giờ thì là 14 năm rồi, Là 14 năm thì chị có tìm hiểu ai không ạ? À? trong thời gian đó cũng có tìm hiểu giống như là bạn bè giao lưu thôi, nó chỉ muốn dừng lại ở mức đó thôi, chứ còn để nó làm quyết định lấy làm chồng thì Dạ. chị không có. Còn cái suy nghĩ mới lấy chồng thì thật sự mới đây thôi, tại vì lúc hai 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 cô chị sinh ra ở riêng thì lúc đó chị cảm thấy hơi tủi thân, lý do là con cái thì nó sẽ lớn á, nó sẽ bỏ mình đi, nó sẽ có cái sự nghiệp gia đình riêng rồi mình lui thủi mình, với lại bây giờ thấy các bạn đã lớn rồi, coi như nhiệm vụ mình xong rồi, nên đó chị muốn tìm người kết nối. Xin lỗi, mỗi lần nhân nhắc tới chuyện này chị hơi xúc động. Nói chị giống như là bây giờ là chị lập gia đình á, là chỉ vì buồn thôi hay là chị có sợ không? Chị sợ là chị gặp cái người không tốt vậy thôi, ở mình cho rồi đi. Em thấy nhiều người ly dị xong cái người ta vậy đó. Chị nghĩ Đó sao? thì nói chung là hai suy nghĩ nó đều song song, Ừ. tất nhiên là sợ mình cũng phải sợ rồi, nhưng mà thì em cứ nghĩ đi, con cái giờ thời buổi giờ mình dạy nó sống theo kiểu như Tây rồi, tự lập sớm rồi này kia nữa thì nhiều khi cũng tuổi chứ, tuổi tuổi mình buồn xong, nhiều khi ở trong quán thì cái cô kia cổ năm mấy tuổi vậy mà cũng mới lấy chồng, mấy đứa chọc chị nó chợt coi người ta năm mấy tuổi rồi mà đang lấy được chồng, bạn lấy được chồng sao, thật sự không có lòng tin nhiều, nhưng mà giống như là mình phải cho, chị đang suy nghĩ rồi chắc nhiều khi mình phải cho anh ta cơ hội chứ, tự tạo cho mình cơ hội thử xem sao kiểu vậy. Chứ cũng buồn đúng không chị ha, ở mình hoài cũng buồn. Ừ. Rồi ok chị, thế bây giờ mình tìm một người như thế nào? Chị mô tả ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của người đó luôn giùm em nha. Nói chung chị không thích quen xa yêu xa, ở gần gần khu vực Hồ Chí Minh thì được, chứ chị thích cái người đó là công việc kinh doanh tự do chứ không thích kiểu làm hành chánh, tại vì chị cũng ông xã từng là hành chánh công chức rồi, nên là chị không thích, thích tự buôn bán tự do giống như chị vậy đó, hai người về có thể là kết hợp buôn bán, chị thì chị thích kinh doanh buôn bán nên là chị rất là năng động, vì chị cũng làm được. Tất nhiên thì chị thì cao 1m6, muốn anh cao hơn chị thôi, sạch sẽ thì đương nhiên là đừng, mùi cơ thể thì đương nhiên rồi, còn nhậu nhẹt hay hút thuốc chút đỉnh đó không sao hết, tại vì ta đàn ông mà như vậy. Chị nhưng mà chị thích lớn tuổi hơn chị, nếu nếu mà chọn được theo phong thủy, nếu mà chọn được tuổi ngựa tuổi cọp hoặc là tuổi tức giống chị thì càng tốt. Dạ rồi, ok. Rồi cái người đó ly dị đang nuôi con được không chị? Được. Ừ. Rồi, chị có cái tài lẻ nào về ca hát văn nghệ không? Nhiều Nói người miền Tây nè, ca cổ rồi được không? chị hát hò thậm chí rượu bia chị đều biết hết, tất cả đều biết chút đỉnh hết, cái gì chị cũng biết, nhưng không vậy thôi, Vậy được quá rồi, nhậu được đúng không, đô nhiêu? nhậu được hên Rồi xui. ok chị, rồi phần cát của mình là xong rồi đó chị. Nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình rồi hướng dẫn chị những cái thủ tục tiếp theo nha. Cô em Dạ rồi, cảm em ơn. cảm ơn chị. Dạ.